Ái hộ linh tánh của chính mình. Có một số người nghĩ rằng tôi xấu quá, hoặc giả tôi lùn quá, dù thế nào đi nữa cũng không ai thích cái tướng mạo của tôi. Thôi thì tôi cũng chẳng cần phải giữ gìn cái thân thể này làm gì, có phải không? Không phải đâu. Lưu Vũ Tích từng sáng tác bài thơ Lầu Thất Minh như sau: Sơn bất tài cao, hữu tiên tắc danh, thủy bất tài thâm, hữu long tắc linh, tư thị lầu thất, duy ngô đức hình, đại ngấn thường giai duyên, thảo sắc nhập liêm thanh, đàm tiếu hữu hồng nho, giảng lai vô bạch đinh, khả dĩ điều tố cầm, duyệt kim kinh, vô ti trúc chi loạn nhĩ, vô án độc chi lao hình, nam dương gia cát lư, tây thuộc tử dân đình, Khổng Tử viết hà lầu chi hữu. Sơn bất tài cao, hữu tiên tác danh, thủy bất tài thâm, hữu long tác linh. Núi nổi danh không phải tài cao mà vì có tiên, sông linh hiển không do nước sâu mà vì có rồng. Đồng lý lẽ trên, con người cũng không quý trọng vì được cao lớn, tuấn tú, đẹp đẽ, mà điểm tối trọng yếu là biết bồi dưỡng nhân cách cho tốt. Quý vị mà có Phật tánh như thế tức là linh rồi. Tư thị lầu thất, duy ngô đức hình. Đây là căn lầu thất chỉ có hương đức hạnh của ta. Lầu thất tức là căn nhà nhỏ đơn sơ. Tuy thân ta không cao ráo đẹp trai, nhưng ta có đức hạnh, cũng tức là lương tri, lương năng vốn sẵn có trong mỗi con người. Nếu quý vị quý tiếc nó và biết vận dụng nó, vậy là đủ rồi. Đài ngấn thường giai duyên, thảo sắc nhập liêm thanh. Vết rêu trên bậc thềm, màu cỏ tươi in nhập rèm xanh. Đây là hình dung về căn nhà thô lậu, chất phác mộc mạc, nhưng có dáng dấp thanh nhã thoát tục. Trên thềm đá mọc đầy rêu xanh, màu cỏ xanh tươi nhuận cũng chiếu in lên rèm cửa sổ. Đây là phong cảnh hoàn toàn tự nhiên. Đàm tiếu hữu hồng nho, giảng lai vô bạch đinh. Cười nói với hồng nho, khách đến không phải dân mù chữ. Hồng nho là người có học. Bạn bè của ta đều là người trí thức, đều là nhân vật vĩ đại. Ta không bao giờ qua lại với kẻ thô lỗ hoặc người không biết chữ. Cho nên nhà của ta tuy đơn sơ, nhưng bạn bè đều là những nhân vật phi phạm. Chúng ta cùng nhau bàn bạc học hỏi cách làm người có đạo lý, thế thì chẳng vui lắm sao? Khả dĩ điều tố cầm, duyệt kim kinh, vô ti trúc chi loạn nhĩ, vô án độc chi lao hình. Được khải đàn cầm, đọc kinh kim cang, không dây tơ tiếng trúc làm loạn tai, không gian kiện lao nhọc thân hình. Lúc nhàn rỗi là ta gãy đàn cầm để tự ngộ, khi an tịnh ta đọc kỹ kinh kim cang. Cảnh giới này tiêu sái, không có một chút mùi trần tục, thoải mái biết là bao. Không dây tơ tiếng trúc làm loạn tai. Thời xưa có số nhạc cụ dùng bằng dây tơ hay bằng tre trúc. Âm nhạc mà những người đó nghe rất là thanh nhã cao thượng, chứ không giống nhạc Việt dân hiện nay. Nó ầm ĩ làm cho đầu óc người ta choáng váng cả lên. Mỗi ngày họ cũng không phải gấp rút đến sở làm cho kịp, để rồi ngồi tại bàn làm việc bần bịu tiếu tích với biết bao sự nhọc nhằn dồn dập. Trái lại, cách sinh hoạt của Lưu Vũ Bích kể trên thì không có gì căng thẳng, lại rất an nhàn tự tại. Nam dương gia cát lư, tây thuộc tử dân đình, Khổng Tử viết hà lầu chi hữu. Tại Nam Dương, Gia Cát Lượng đã từng sống trong lều, và ở Tây Thục, Dương Tử Dân cũng từng ở trong ngôi đình nhỏ đơn giản. Ở đây đưa ra hai vị cao sĩ ẩn cư trong thời quá khứ, là những vị không hề tham chuộng phù hoa hào nhoáng của thế gian, đã ẩn náu trong căn nhà đơn sơ. Khổng Tử đã nói, như thế thì có gì là thô xấu, đó không phải là tốt lắm sao? Xem lại bài thơ Lầu Thất Minh này, con người chúng ta cũng không nên tham cầu cái hoa lệ hào nhoáng bên ngoài. Chỉ cần chúng ta biết quý tiếc nguồn năng lượng của chính thân thể mình và cố gắng vận dụng những cái thấy nghe hiểu biết của mình cho tốt, như thế sẽ không cô phụ trí huệ Phật tánh của bản thân mình. Mỗi người chúng ta nên lập mục tiêu tốt và dũng mãnh tiến thẳng về phía trước. Giảng ngày 6 tháng 1 năm 1984. Ăn chay hay không ăn chay?
Thuở ban sơ khi Phật còn tại thế, Ngài chủ trương con người nên ăn chay, chứ không bắt buộc người ta phải ăn chay. Vì sao? Bởi có số người rất thích mùi vị thơm ngon. Nếu Ngài kiên quyết bắt họ phải ăn chay, thì e là họ sẽ không dám xuất gia. Nhân vì lúc bấy giờ có một số đệ tử của Phật thích ăn thịt mà Ngài cũng không nói gì. Người xuất gia là đi khất thực theo thứ lớp tuần tự. Người không ham ăn thì sẽ nói, người ta cúng dường thứ gì thì mình ăn thứ đó. Còn người tham ăn thì có sự lựa chọn hơn. Rốt cuộc thì ăn thịt và không ăn thịt có chỗ nào không giống nhau? Ăn thịt khiến cho con người có dục niệm nhiều, vọng tưởng nhiều và không dễ được an định. Nếu không ăn thịt thì con người sẽ thiểu dục tri túc, không có vọng tưởng gì nhiều, bởi vì khí huyết của họ thanh khiết, không bị dẫn đục nhiễm ô. Trong thịt có chứa khí dơ, vì nó xuất sanh từ những thứ rất ô uế. Bởi vậy người ăn thịt thì khó trì giới, khó khai mở trí huệ và khó chứng được tam muội. Muốn giữ giới mà vọng tưởng cứ chập chờn, chung quy họ không giữ được nề nếp quy củ. Thành thử họ không có được định lực, lúc đi, đứng, nằm, ngồi đều cũng không yên. Người mà đã không thể định được, tức sẽ không có trí huệ chân chánh. Vì người có trí huệ chân chánh, tức sẽ không phát sinh bất cứ vấn đề nào. Ăn thịt là đi vào con đường ngu si, không ăn thịt là đi trên con đường trí tuệ. Đây là chỗ không giống nhau giữa ăn chay và không ăn chay. Ai muốn có trí huệ chân chánh thì phải thiểu dục tri túc, tức là ít ham muốn và biết đủ. Đừng nên ăn thịt nhiều quá. Nếu ta ăn nhiều thịt heo, như đem thịt của chính mình và thịt heo hợp lại thành công ty hữu hạn. Cho nên trong tương lai, nếu ta không biến thành heo thì mới là lạ đấy. Mình mà ăn nhiều thịt bò, mình sẽ cùng bò hợp thành công ty hữu hạn thịt bò. Và vì vẫn còn tồn tại nhân duyên với bò bên trong, nên tương lai cũng có thể sanh làm bò. Cho đến ăn thịt chó sẽ biến thành chó, ăn thịt chuột biến thành chuột. Mình ăn thịt gì thì thân thể của mình do nhân duyên từ thịt đó sanh tồn, nên lâu dần mình sẽ biến thành loài đó. Bởi vì phần khí trong thân thể mình đều đã biến thành khí heo, khí bò rồi. Máu huyết của mình cũng biến thành máu huyết của loài đó, cho nên thịt của mình cũng sẽ biến thành thịt của loài đó. Người có trí nên suy nghĩ kỹ về điều này. Giảng ngày 22 tháng 1 năm 1984. Trước phá ngã chấp, sau phá pháp chấp. Sao gọi là ngã chấp? Tức là chấp cái tôi đó. Như nói, đây là thân thể của tôi, kia là vật sở hữu của tôi đấy. Nói tóm lại, tất cả cũng đều vì cái ngã mà chúng ta phô bày cái tôi ra phía trước. Bởi vì có tôi, không có người, không hết ba tâm quá khứ, hiện tại và vị lai, và chưa không bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả. Làm sao để biết chúng ta đã phá được ngã chấp hay chưa? Tức là phải xem xét mỗi ngày, từ lúc chúng ta thức dậy, ăn uống, cũng như các sinh hoạt thường ngày, đi, đứng, nằm, ngồi thì sẽ biết. Trong tất cả mọi thứ cử động đó, có phải chúng ta nghĩ đến mình hay là nghĩ đến người khác, hoặc chúng ta nghĩ đến đạo tràng? Nếu quả là chỉ nghĩ cho chính mình, lo cho mình, thì đó là người có tư tưởng tiểu thừa, lợi cho mình mà không lợi cho người. Phật đã từng nói rằng, có loại tư tưởng như thế là mầm khô giống héo. Tại sao vậy? Bởi người có tư tưởng như thế thì lòng dạ rất nhỏ hẹp, ngã chấp quá nặng nề. Họ chỉ nghĩ miễn sao cái của mình tốt là được, chứ chẳng màng gì đến cái xấu tốt của kẻ khác. Cho nên nói Mahātāt chẳng màng đến người, Di Đà Phật tự ai nấy lo. Đó là tông chỉ của kẻ tiểu thừa, và họ xem tam giới như nhà lửa, sinh tử như quan gia, nên tự lo cho mình thoát sinh tử, chứ không hề quan tâm đến sự sinh tử của chúng sanh. Nếu chúng ta lo nghĩ đến người khác, vậy là tư tưởng lợi ích cho kẻ khác, tự mình muốn được giải thoát và cũng muốn làm cho tất cả chúng sanh đều được giải thoát. Đó là tư tưởng của Bồ Tát. Nói theo cách khác là quên mình mà làm lợi cho kẻ khác, tức là hành đạo Bồ Tát. Cho nên nói Phật Quang Phổ Chiếu, Pháp Vũ Quân Triêm. Thực hành đạo Bồ Tát là nên dựa theo tinh thần vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Nếu chúng ta thật lòng nghĩ đến đạo tràng thì nên ủng hộ đạo tràng
về mọi phương diện. Chúng ta không nên vì danh, vì lợi hay có bất kỳ một ý đồ nào. Như thế mới đúng thật là ủng hộ đạo tràng. Mỗi ngày chúng ta nên phản tỉnh, tự xem xét lại đi. Thời gian mà mình tính toán cho chính mình nhiều hay tính toán cho người khác nhiều, hoặc lo tính cho đạo tràng nhiều. Qua sự hồi quang phản chiếu như thế, chúng ta sẽ biết là mình đã phá được ngã chấp hay chưa. Đây chỉ là một cách nói đơn giản. Nếu nói một cách sâu sắc hơn, tức là hỏi, có phải ngày nào chúng ta cũng sợ mình bị thiệt thòi? Phải chăng ngày nào cũng lo sợ là mình không được lợi ích gì? Nếu có những ý nghĩ đó thì nên sửa đổi, nếu không thì ráng mà tránh. Chúng ta cũng nên phản tỉnh và tự xét xem mình có công phu nhẫn nhục hay không. Dĩ như có người vô duyên, vô cớ mắng mình hoặc đánh mình, vậy mình có nhẫn nhịn được không? Mình có nổi giận không? Trong lòng mình có ý báo thù không? Nếu có, tức là chưa phá được ngã chấp. Nếu không, tức là đã phá được ngã chấp rồi. Quý vị hãy nghĩ cho thật kỹ đi. Tất cả các vấn đề và phiền não là từ đâu đến? Thì cũng đều do ngã chấp tác quái đấy thôi. Nếu chúng ta không phá ngã chấp, vậy thì pháp chấp lại sẽ càng không phá nổi. Bậc tiểu thừa phá được ngã chấp nhưng chưa phá được pháp chấp. Chỉ có Bồ Tát mới có thể phá trừ cả hai ngã chấp và pháp chấp. Sau khi phá được ngã chấp rồi, chúng ta phải phá pháp chấp. Sao gọi là pháp chấp? Tức là chúng ta không hiểu rõ pháp ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Do nhân duyên sanh, thành thử chúng ta chấp đó là thật có. Nếu dứt được hết các pháp chấp, tức chúng ta sẽ được viên dung vô ngại và đến cảnh giới nào cũng được tự tại. Khi cả hai ngã chấp và pháp chấp không còn nữa, như thế mới thật là người tu hành chân chánh. Người tu hành chân chánh bất luận lúc nào, hoàn cảnh nào, tuyệt đối cũng không tính toán cho chính mình. Ngược lại, bao giờ cũng xả mình vì người và hăng hái làm việc nghĩa. Những hành vi của họ đều mang tính chất đại công vô tư, chánh trực và không thiên lệch. Phật thuyết Tam Tạng và 12 bộ kinh điển không đâu là không dạy người phá chấp. Nhưng chúng ta vẫn không nghe theo lời Phật giáo huấn mà lại muốn làm kẻ phản đồ trong Phật giáo, là vẫn cứ chấp vào cái ngã của mình. Tướng ngã chưa không, tướng nhân chưa không, tướng chúng sanh cũng chưa không, tướng thọ giả lại càng chưa không luôn, mà cứ chấp chặt vào bốn tướng này, cho nên chúng ta không thể bỏ được. Đối với đạo lý của ba tâm, chúng ta không thể hiểu, cũng không biết được rõ ràng. Tâm quá khứ vốn không thể có được, tâm hiện tại không thể có được, tâm tương lai cũng không có được luôn. Vì sao? Bởi tâm quá khứ đã qua rồi, quý vị đi đâu tìm lại cái tâm ấy đây? Hiện tại vốn không bao giờ dừng. Quý vị nói đây là hiện tại, nhưng hiện tại này lại đã qua rồi. Hiện tại đã không tồn tại, cho nên nói tâm hiện tại không thể có được. Tâm vị lai cũng không có được, bởi vị lai tức là chưa đến, mà chưa đến thì nói đến nó làm gì? Như Kinh Kim Cang nói, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Lại nói, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Mấy câu kinh văn này ai ai cũng đều đọc được, nhưng cũng không ai nhớ lại. Tôi hy vọng quý vị sẽ dựa vào mấy câu kinh trên mà dùng công. Một khi bốn tướng không còn, ba tâm dứt sạch, đó tức là người tu đạo chân chánh. Giảng ngày 15 tháng 2 năm 1984. Lục căn hổ dụng, diệu bất khả ngôn. Người phàm thường chỉ biết mắt có thể thấy sắc, tai có thể nghe âm thanh, mũi có thể ngửi mùi hương, lưỡi có thể nếm mùi vị, thân có thể biết cảm giác và ý có thể biết các pháp. Nếu quý vị nói đạo lý lục căn hổ dụng, họ sẽ không bao giờ tin, còn cho rằng đó là những lời nói vô căn cứ. Nhưng nếu thật sự đã đến cảnh giới này và đạt được công dụng này rồi, từ chúng ta sẽ biết được Phật Pháp thật có loại cảnh giới đúng như vậy. Quả là vi diệu không thể nói, không thể nghĩ bàn. Có người vọng tưởng rằng tôi không muốn có cảnh giới như thế đâu. Tại sao? Bởi vì phiền phức quá đi thôi. Khi tôi nhìn lên trên thì thấy được các cử động của người trời, lại còn nghe được tiếng nói chuyện của họ nữa. Vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm thanh tịnh của tôi. Cũng như lúc tôi nhìn xuống lại thấy được tình trạng ở địa ngục, rồi tâm sợ thất kinh,
bị ám ảnh đến nỗi tối ngủ cũng không được yên giấc. Bởi vậy tôi không thích có cảnh giới như thế. Cho dù quý vị có thích cảnh giới như thế đi nữa, cũng không nhất định là quý vị sẽ đạt được đâu. Tại sao? Bởi quý vị không chịu nghiêm chỉnh tham thiền, hoặc giả như có ngồi thiền thì cũng vọng tưởng, suy nghĩ dẫn dơ, tâm dường ý mã, cứ chạy ra ngoài dùng dục, tự mình cũng không kềm chế được chính mình. Hoặc là quý vị đang ngồi thiền bị hôn trầm, mơ màng thấy mình tán gẫu với Châu Công, rồi ngủ ngáy o o, hơi thở mạnh như sấm. Tình hình như thế thì làm sao khai ngộ, làm sao mới có thể đạt đến chỗ diệu dụng? Quý vị chỉ tự lãng phí thời gian thôi. Muốn đạt đến cảnh giới đó, quý vị phải không có vọng tưởng, quý vị phải như thấy mà không thấy, nghe mà không nghe, ngửi mà không ngửi, nếm mà không nếm, xúc mà không xúc, suy nghĩ mà không duyên cảnh. Nếu không bị cảnh giới lay chuyển, như vậy quý vị mới có thể đạt đến cảnh giới đó. Nếu quý vị bị cảnh giới lay chuyển như mình có thể thấy tận đến cảnh trời xa tích như thế, rồi không biết là mình có thể ngủ được hay không nữa hả? Để tôi nói hết cho quý vị nghe. Một khi đạt đến cảnh giới đó rồi, quý vị vẫn ngủ được như thường. Lúc nào quý vị muốn ngủ thì ngủ, còn không muốn ngủ thì không ngủ, tha hồ mà tự tại. Tuyệt nhiên quý vị không phải miễn cưỡng làm gì cả, vi diệu như vậy đó. Người mà vừa có vọng tưởng như trên, sau khi nghe tôi nói như vậy, họ lại dấy niệm: mình có vọng tưởng, nhưng sư phụ làm sao mà biết được? Hay là sư phụ có tha tâm thông? Tại sao quý vị có vọng tưởng đó? Nếu quý vị có vọng tưởng đó thì tôi làm sao mà không thể biết được chứ? Nếu sợ tôi biết thì quý vị đừng khởi vọng tưởng đó. Quý vị nên biết rằng vì lục căn hỗ dụng với nhau, cho nên ai ai cũng có thể đạt được cái diệu dụng này, chỉ xem là quý vị có tu hành hay không tu hành mà thôi. Tôn giả A Na Luật Đà không dùng mắt mà có thể thấy cả tam thiên đại thiên thế giới rõ ràng như thấy trái Amala trong bàn tay. Đó là bởi tuy mắt ông bị mù, nhưng ông đã đạt được thiên nhãn thông. Long Bạc Nan Đà tuy không có lỗ tai, nhưng có thể dùng thiên nhãn lắng nghe âm thanh để cứu người bị nạn. Sáu căn của nữ thần, căn già, thần sông Hằng đều có thể ngửi được các mùi hương, bất luận căn nào cũng đều có tác dụng ngửi biết được hết. Tôn giả Câu Phạm Bát Đề không dùng lưỡi mà có thể nếm được mùi gì, bởi ông dùng mũi để thay thế cho lưỡi. Thần Thuần Nhã Đa, thần hư không, tuy không có thân thể nhưng có thể dùng các căn khác để tiếp xúc, và vì thế mà biết được tất cả các pháp đều là không, cho nên ông là thần tự nhiên. Tôn giả Mahaka Diếp không dùng ý căn mà biết được đạo lý thật tướng của các pháp, tức là vô tướng. Vô tướng cũng có nghĩa là vô sợ bất tướng, không gì là không có tướng. Trên đây là các thí dụ dẫn chứng về những gì đã đạt được chỗ diệu dụng hổ tương của lục căn. Giảng ngày 16 tháng 2 năm 1984. Trong cái không may có cái may lớn. Hỡi các em học sinh, thời gian tốt nhất của đời người là lúc trước 20 tuổi, đó gọi là thời đại hoàng kim. Trong thời kỳ này, Phật tánh vốn có của các em chưa bị mất và tự tánh thanh tịnh vẫn còn tồn tại. Lúc bấy giờ, nếu các em được tiếp xúc với người tốt, các em sẽ làm người tốt. Còn nếu các em qua lại với người xấu, các em sẽ làm người xấu. Các em rất dễ bị ảnh hưởng theo hoàn cảnh chung quanh. Như có câu nói, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Tức là đạo lý đó. Nếu gặp được thầy tốt bạn hiền, các em sẽ thâu thập được nền học vấn chân chánh và có được phẩm hạnh đoan nghiêm. Trái lại, nếu gặp những vị thầy, những người bạn không giữ quy củ phép tắc, các em sẽ chịu ảnh hưởng của họ, rồi sẽ thành người không giữ nề nếp quy củ. Nếu nhỏ thì hại quần chi mã, tức là một con ngựa làm xấu hại đến cả bầy ngựa, lớn hơn nữa thì làm xã hội bại hoại. Hãy nhớ lấy, tự tánh của các em giống như tấm vải trắng thuần khiết. Nếu các em đem nhuộm màu xanh thì nó xanh, nhuộm màu vàng thì nó vàng. Các em đang trong hoàn cảnh học hành tốt đẹp như vậy, tương lai nhất định phải làm người có lợi ích cho xã hội và cải thiện xã hội theo chiều hướng tốt hơn. Các em nên có tinh thần hy sinh tiểu ngã ích kỷ của mình để thành đại ngã lo cho quần chúng. Hỡi các em học sinh, đa số các em từ nước ngoài đến, như học sinh từ Việt Nam, Campuchia và các nước Đông Nam Á.
đã từng bị dập dùi lưu lạc với nỗi khổ bỏ nhà mất nước. Trong thời kỳ sôi động bất an mà các em có được nhân duyên đặc biệt đến vạn Phật Thánh Thành để học hành, ngõ hầu xây dựng nền móng làm người tốt. Đây có thể nói là trong cái bất hạnh không may, nhưng có cái may mắn lớn. Bởi vì tông chỉ của trường tiểu học Dục Lương ở vạn Phật Thánh Thành là bồi dưỡng học sinh thành người ưu tú, lương thiện. Khi học sinh biết thế nào là hiếu thảo với cha mẹ, biết tôn sư trọng đạo, biết chọn lựa bạn lành và trung thành với quốc gia. Còn tông chỉ giáo dục của trường trung học Bùi Đức là bồi dưỡng học sinh có quan niệm đạo đức, biết về bốn đạo lý, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, hầu tương lai các em sẽ làm người tốt lành, đường đường chánh chánh. Đây là hoài bão căn bản của trường học ở vạn Phật Thánh Thành vậy. Các em đã được hoàn cảnh học tập tốt đẹp như vậy, các em nên biết quý tiếc thời giờ, sanh mạng của mình, cũng nên biết thương tiếc tất cả chúng sanh và tất cả các thứ vật chất. Đừng để thời đại hoàng kim quý báu của các em trôi qua một cách trống không. Các em không nên xem tiểu thuyết, xem truyền hình, mà hãy nên nỗ lực học hành, gọi là miệng thì đọc, tâm suy tư, sáng cũng thế, chiều cũng thế. Khẩu nhi tụng, tâm nhi duy, triều ư tư, tịch ư tư. Miệng đọc sách nào thì tâm nên suy nghĩ đạo lý trong sách đó. Sáng hay chiều cũng đều nghĩ đến đạo lý trong sách. Thời thời khắc khắc đừng quên những điều đã học trong sách. Lúc nào cũng nên ôn luyện lại những bài đã học. Trong sách Luận Ngữ có ghi ôn cố nhi tri tân, ôn tập lại bài cũ để có thể đạt được sự học thức mới, tức là đạo lý đó. Hiện nay các em đang trong thời kỳ học hỏi, ngoài trừ những lúc phụ giúp việc nhà, các em nên chăm lo học hành. Hãy nắm chắc lấy thời gian, đừng để lãng phí. Người xưa nói một tấc thời gian là một tấc vàng, nhưng một tấc vàng khó mua được một tấc thời gian. Các em xem đấy, thời gian quý báu biết là bao. Cho nên nói trẻ mà không cố gắng, khi già mới luyến tiếc. Đang trong thời đại hoàng kim mà các em không chịu học hành, đến già có hối tiếc cũng không kịp. Hỡi các em học sinh, các em trong thời niên thiếu đã gặp nhiều hoạn nạn, phải rời bỏ quê hương, bôn ba tìm tự do trên lộ trình lưu ly thất tán, khổ không kể xiết. Các em đã trải qua biết bao là khốn khổ mới đến được vùng đất bình an. Đó là do dân nhiều kiếp trước, các em không biết tu phước tu huệ, hoặc đã gây hoạn nạn cho người, khiến người ta đau khổ. Bởi nhân đó, ngày nay các em mới chịu khổ nạn. Đó đều là do nghiệp lực của tiền nhân hậu quả mà thọ cảm. Tuy các em hãy còn trẻ tuổi, nhưng đã từng nếm đủ mùi vị tai ương. Nhưng nếu các em lại không phát bồ đề tâm, không biết cố gắng học hành, thì tương lai của các em xem như sẽ là hắc ám đen tối nhiều hơn là quang minh sáng lạng. Các em có hiểu không? Bây giờ các em học tại vạn Phật Thánh Thành đã biết được lục đại tông chỉ, không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ, và hiểu được cái tinh thần làm người chân chánh. Đây là cơ hội tốt cho các em sửa đổi lỗi lầm để làm lại cuộc đời mới, ngõ hầu tạo dựng cho mình một tiền đồ sáng lạng. Các em đừng để nó trôi qua một cách luống uổng, mà phải hiểu rõ tính cách trọng yếu của nó. Đây là điểm then chốt quan hệ đến cả cuộc đời hạnh phúc của các em đấy. Hiện nay các em đã đến đây, ngoài thời giờ chăm lo học tập, nếu các em lại biết nắm giữ cơ hội tốt này mà thường tu trì thành tâm niệm Phật, lễ Phật, tham thiền, tĩnh tọa và tu hành như thế, tức các em có thể sẽ đạt được một năng lực siêu quần như thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thậm chí đến cả thần túc thông hay lậu tận thông nữa. Bây giờ tôi chỉ giảng 4 thông, sau này tôi sẽ giảng tiếp về 2 thông còn lại. Sao gọi là thiên nhãn thông? Tức là tại quả địa cầu mà các em có thể thấy được nhất cử nhất động, từng lời nói, từng việc làm của người trời một cách thật rõ ràng, không có chi chướng ngại. Hiện ở Trung Hoa có rất nhiều em nhi đồng, tuy ở trong nhà mà thấy được sự vật phía ngoài vách tường. Chúng lại có thể biết trong tay người khác đang nắm giấu vật gì. Đó gọi là thiên nhãn thông, cũng tức là tác dụng của cái nhìn thông suốt. Sao gọi là thiên nhãn thông? Là có thể nghe được chư thiên nói chuyện, lại có thể nghe Phật Bồ Tát nói, hoặc cũng có thể nghe rõ ràng được tiếng người nói chuyện từ xa ngàn dặm. Hiện nay ở Trung Hoa có một số trẻ em dùng thính giác để đọc chữ viết trên giấy, tức là có người trước đó đã bí mật viết chữ vào giấy, sau đó chúng để tờ giấy áp vào bên tai và lắng nghe một chút
là biết ngay. Trăm lần thử, trăm lần đều đúng chứ không phải đoán mò. Những cảm ứng này là do thiện căn từ kiếp trước chúng đã tu được. Nhưng nếu không có bậc thiền tri thức hướng dẫn chúng, thì khi đã qua tuổi nhi đồng, chúng sẽ mất đi các công năng đặc thù này. Sao gọi là tha tâm thông? Tức là trong tâm người khác, nghĩ gì mình cũng đều có thể biết rất rõ ràng, thông suốt, không chút trở ngại. Sao gọi là túc mạng thông? Là có khả năng biết được rất rõ ràng về nhân quả quá khứ của người khác, như biết họ đã từng tạo qua nghiệp lành gì hoặc làm nghiệp ác gì. Nếu các em chịu nghiêm túc tu hành thì sẽ càng đạt được năng lực đặc biệt này hơn, và lại càng có thể khai mở đại trí tuệ, chứng đắc thần thông về biện tài vô ngại. Nhiều em di động ở Trung Hoa có được năng lực kỳ đặc siêu phàm này, nhưng rất tiếc là không có người hiểu được các loại tài năng như vậy. Cho nên những bậc nhân tài có thần thông này đều bị lãng quên mai một. Đối với Phật giáo mà nói thì đó quả thật là điều bất hạnh. Nếu chúng ta biết tích cực dung bồi giúp đỡ cho các em tiểu thần đồng này phát triển khả năng như hiện thân thuyết pháp, tức khiến cho người đời sẽ có lối nhìn khác đối với Phật giáo. Dĩ nhiên người ta từ cơn ác mộng vừa mới thức tỉnh và giác ngộ rằng Phật pháp quả là tôn giáo cứu nhân độ thế. Hiện các em đã học tại giảng Phật Thánh Thành. Nếu các em lại chịu chuyên tâm nhất trí học tập Phật pháp, tôi tin rằng các em đều có cơ hội đạt được những năng lực chuyên môn như thế. Nhưng điều đó cũng không phải mê tín dị đoan, mà là sự thật đấy. Giống như truyền hình, radar, máy thâu băng, điện thoại, điện báo vân vân cũng có công năng thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, nhưng mấy thứ này là thần thông do người sáng chế chứ không phải là thần thông tự nhiên. Nếu do tham thiền chứng được thần thông, đó mới là thật sự vận dụng thần thông tự tại. Chỉ cần các em có ý muốn thì các em cũng có thể tu đạt được những cảnh giới như vậy. Giảng ngày 5 tháng 3 năm 1984.